mình nhé. Ta-da, lại một món ăn làm từ cơm nguội, đó là tteokbokki chiên bơ tỏi, thơm ngon giòn tan. Mình đi cắm cơm thì thấy thừa nguyên nửa nồi, định cắm thêm để ăn bữa chiều. Nhưng lại thôi, mà thấy mấy bữa nay đang hot tteokbokki cơm nguội phiên bản nâng cấp tại nhà, nên mình cũng thử làm luôn cho bạn Mel ăn. Cơm mình cho vào xay cho nó nhanh nhá. Sau đó nhào cơm với bột năng và nặn ra từng khúc bánh gạo như thế này đây. Sau một hồi nhào nặn, mình đã cho ra lò một sâu tteokbokki không hề giả chuân, nhìn cứ như thật ý. Ở nhà nghỉ nhiều, ai cũng thành master chef hết cả rồi. Chúng ta cứ ăn rồi lăn là vừa. Mình nặn xong rồi, bây giờ cho vào chiên giòn lên thôi. Trong lúc đợi chiên, mình sẽ pha nước sốt bơ tỏi, gồm có một muôi mắm, một muôi nước, một muôi đường vơi, với một thìa tương ớt, tương cà và bột hành, bột ớt nha. Sắp được ăn rồi, bác chảo lên cho thêm bơ vào cùng nước sốt, mọi người đun sệt sệt lại, rồi cho bánh gạo và đảo đều lên. Đảo được một lúc gần bắc ra thì cho thêm tỏi khô, cái tỏi mà mình chiên ngay lúc đầu ý. Trời ơi, mùi bơ tỏi thơm nức nở rồi, xin mời mọi người.